Rồi, đây là xe của mình đó các bạn. Sau khi mà rửa xe với dung dịch rửa xe không chạm bio 35 nè. Rồi sau đó là mình phơi nắng rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Bóng loáng luôn nha các bạn. Bóng loáng luôn. Sạch tinh tươm. Mình thấy là nó còn sạch và bóng hơn là mình rửa tiệm luôn nha các bạn. Đó là lý do tại sao mà mình không thích đi rửa tiệm mà mình mua về mình tự rửa tại nhà các bạn. Rất là nhanh, rất là hiệu quả ha. Bạn thấy không? Quá ok luôn ha. Rồi, mến chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube Tấm XKTV nha các bạn. Thì như tiêu đề của video các bạn, hôm nay mình sẽ làm một bài review để chia sẻ đến các bạn một cái dung dịch nước rửa xe các bạn ha, nước rửa xe không chạm. Đến từ cái thương hiệu này là của Ý nha các bạn ha. Đó chính là cái dung dịch rửa xe không chạm bio 35 nè các bạn ha, của hãng Ecochemica ha. Đó, thương hiệu này đến từ Ý nha các bạn. Đây các bạn xem. Đây. Đó, nhà máy sản xuất hàng công nghiệp và tiêu dùng công ty cổ phần Ecochemica Việt Nam theo nhân quyền của Ecochemica Ý ha. Rồi thì đó, các bạn thấy cái xe của mình thì nó khá là dơ các bạn ha. Thì mình làm cái video clip này mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái chai nước rửa xe không chạm này ha. Đó, rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái chai nước rửa xe không chạm này, mình sẽ rửa cái xe của mình ha. Đó, rồi để cho các bạn thấy được cái hiệu quả của cái chai nước rửa xe không chạm này nha các bạn ha. Rồi thì nay là cũng vào mùa mưa rồi các bạn ha. Vào mùa mưa thì các bạn biết là xe của mình nếu như các bạn đi làm á hàng ngày thì sẽ rất là dễ bị mắc mưa ha. Thành ra là xe của mình sẽ bị dơ các bạn ha. Rồi nếu như mà nhà các bạn á mà có cái máy mà rửa xe áp lực cao các bạn ha, thì cái việc mà vệ sinh xe của mình á, rửa xe của mình nó sẽ đơn giản hơn nữa. Nếu như mà các bạn sử dụng những cái loại quá chất rửa xe mà không chạm được các bạn đó, như là cái lò bio 35 này mình đang làm review nè ha. Cái này thì mình sử dụng cũng được một thời gian này các bạn. Mình thấy nó cũng rất là hiệu quả các bạn nha ha, nó rất là hiệu quả nha. Xe của mình nó rất là sạch và cũng như là sau khi mà các bạn rửa xong thì cái xe của mình nó cái dàn áo nó bóng lắm các bạn ha. Các bạn không cần phải mua cái dung dịch xịt bóng xe nữa ha. Coi như là cái này là 2 trong 1 luôn nha các bạn. Rất là tiện, mình thấy nó rất là hiệu quả, cho nên là mình mới làm video clip mình chia sẻ cho các bạn nha. Thì đây điểm sơ qua cái thông tin của sản phẩm này các bạn. Đây, hãng Ecochemica ha, International. Rồi đây là cái tem của cái cơ sở mà bán cái sản phẩm này nè ha. Đó, người ta dán thiệp vô nè. Địa chỉ có địa chỉ luôn ha. Bạn nào mà ở gần cái địa chỉ này có thể lại đây mua luôn, chỗ rẻ ha các bạn ha, khỏi phí ship. Còn nếu như mà bạn nào mà ở xa thì mình sẽ để cái link sản phẩm ở phần mô tả video các bạn. Các bạn có thể click vào mua nha các bạn ha. Hàng chính hãng nha các bạn. Không sợ hàng nhái nha. Rồi, đây là dung dịch rửa xe không chạm bio 35. Nó có nhiều loại lắm nha các bạn. Nhưng mà đối với cái xe máy các bạn, xe máy thì mình khuyên các bạn là sử dụng 30-35 ha. Còn nếu như mà xe ô tô, xe du lịch thì mua loại 40-45 nha các bạn ha. Thì cái nồng độ của nó sẽ cao hơn và cái hiệu quả mà nó tẩy rửa nó sẽ tốt hơn nữa nha các bạn ha. Còn đối với xe máy là 35 là mình nghĩ là 30-35 là được rồi nha các bạn, không cần 40-45 ha. Đó, nhiều khi là nó cái nồng độ nó cao quá thì nó cũng không tốt đâu ha, nó không có tốt cho cái nếu như mà mình sử dụng không đúng cách thì nó sẽ không tốt cho cái dàn nhựa của
dàn áo của xe mình ha, nên là mình nghĩ xe máy là 30 35 là ok, còn xe ô tô thì 40 45 ha. Tại vì cái dàn áo và cái nước sơn của xe ô tô nó tốt hơn là của xe máy ha. Rồi. Đây, sạch đến 95% nữa các bạn, không cần chạm vào bề mặt luôn ha, tại vì nó là dung dịch rửa xe không chạm rồi, cho nên là đâu có cần phải chạm vào xe đâu, đâu cần phải lấy giẻ mà nhúng dung dịch rửa mình lau xe đâu ha. Đó. Rồi, phù hợp với nước cứng ha. Đây. Rồi, bên đây là thông tin của sản phẩm nữa các bạn. Tạo ra loại bọt hoạt tính, loại bọt 90% bụi bẩn, dầu và chất tĩnh điện trên xe, không cần rửa, không cần sử dụng giẻ cọ hoặc bàn chải mà vẫn để lại bề mặt sạch và sáng bóng cho xe trong điều kiện sử dụng thông thường, không ảnh hưởng đến sơn xe, nhôm lớp xe và các bề mặt chrome, để lại hương thơm dễ chịu, phù hợp với nước cứng. Hướng dẫn sử dụng. Đây, đối với rửa vỏ xe nè, phun đều dung dịch đã được pha loãng lên toàn thân xe, xem phần tỷ lệ pha loãng ở dưới đây ha, phần loãng dưới đây. Còn phun từ dưới lên trên chờ bụi bẩn tan ra. Nếu mùa hè thì 30 giây, còn nếu như mùa đông thì 1 phút 30 giây nha các bạn. Rồi, xịt kỹ lại lần lượt từ dưới lên trên bằng vòi áp lực cao. Dung dịch cũng phù hợp với các hệ thống rửa ít bọt. Hệ thống rửa ít bọt là gì các bạn? Là những cái là mình pha vô cái bình cầm tay mình xịt các bạn ha. Rồi, trong trường hợp xe rất bẩn, tiến hành xả qua nước trước. Trong trường hợp mà xe quá nóng nên tiến hành làm mát trước, tránh sử dụng quá nhiều và tránh để dung dịch bị khô trên bề mặt, bảo quản sản phẩm được khô mát. Đó, như nãy mình nói đó các bạn. Đó là nếu như mà xe các bạn chạy nóng máy ha, thì các bạn nên để cho máy nó nguội rồi các bạn hãy tiến hành rửa ha. Nếu như mà cái máy nó nóng quá thì cục máy nó nóng quá mà các bạn xịt vào thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sơn các bạn, sơn lớp máy á. Cái này thì các bạn cũng biết rồi. Rồi, tránh sử dụng quá nhiều và tránh để dung dịch khô trên bề mặt, có nghĩa là pha chế đúng cái tỷ lệ công thức mà nhà sản xuất người ta khuyến cáo và khuyến nghị ha. Mình đừng có ấy pha nhiều quá, nồng độ cao quá ha, lạm dụng quá thì không tốt nha bạn. Đó, nó sẽ tẩy cái dàn nhựa, cái dàn nước sơn nó cũng không có tốt đâu ha. Nên là đúng thôi, đúng cái tỷ lệ mà nhà sản xuất người ta khuyến nghị thôi. Rồi. Này, đây là cách pha nè các bạn. Đối với rửa khoang động cơ nè. Là pha loãng BO 35 thì tỷ lệ là 1 năm đến 1 10 nha các bạn với nước. Rồi xịt lên động cơ khi còn ấm, ngâm 1 phút, dùng bàn chải để chảy lên bề mặt cáo bẩn. Sau đó xịt lại với nước, có nghĩa là cái dung dịch này có thể là rửa được cái khoang máy luôn các bạn, khoang máy lốp máy rồi ha, rửa được luôn á. Rồi. Đây là tỷ lệ pha loãng nè. Nếu sử dụng với bình phun bọt pha thì 700 đến 800 ml cái dung dịch này với 70 lít nước, có nghĩa là những cái máy mà rửa xe bọt tiết ở các cái tiệm rửa xe thì sẽ pha theo cái tỷ lệ là 700 800 ml cái dung dịch này với 70 lít nước ha. Còn sử dụng với súng phun bọt tiết thì có nghĩa là máy rửa cái máy rửa xe áp lực cao nha các bạn, thì các bạn sẽ pha với tỷ lệ là 18 đến 19 ha, có nghĩa là 1 lít nước thì các bạn sẽ pha vào là 110 đến 130 ml cái dung dịch này ha nha các bạn. Đối với xe Winnis các bạn thì mình rửa thường là mình chỉ rửa có cái chai mà rửa xe một tiết là mình sử dụng là chỉ có nửa chai đó thôi, cho nên là mình pha là nửa cái hàm lượng này ha, mình pha vô khoảng là 60 65 ml thôi các bạn, không phải gì mình nửa lít nước ha. Rồi, sử dụng bơm định lượng hoặc bình xịt tay thì tỷ lệ là 1:1 đến 1:3%. Là cái bình xịt tay là bình xịt cồn các bạn, giống như chai xịt cồn á. Đó là tỷ lệ là 1:1 đến 1:3% ha. Tỷ lệ rất là lỏng. Rồi. Cảnh báo nguy cơ. Có thể gây kích ứng mắt, có thể gây kích ứng trên da nè. Biện pháp phòng ngừa để sao tầm tay trẻ em. Cái này rất là nguy hiểm các bạn. Do nó là quá chất cho nên là các bạn nên để ở những nơi nào mà tránh cái tầm với của trẻ em nha. Rồi, sử dụng găng tay, quần áo bảo hộ, bảo vệ mắt, bảo vệ mặt. Nếu nuốt phải thì ngay lập tức gọi cho bác sĩ hoặc trung tâm y tế gần nhất ha. Nếu dính trên da rửa kỹ bằng nước và xà phòng. Đó, nếu bị bắn vào mắt thì rửa sạch cẩn thận bằng nước trong vài phút, tháo bỏ cái nắp còng nếu có ha. Rồi tiếp tục rửa sạch. Đây. Đây là thông tin của nhà sản xuất. Trọng lượng là 1,16 kg, 2,3 kg nhà sản xuất ha. Rồi. Rồi đó là toàn bộ cái thông tin về cái sản phẩm là cái nước rửa xe không chạm BO 35 ha. Mình vừa đọc cho các bạn xem đó. Rồi. Bây giờ thì cho các bạn xem cái xe của mình nó dơ như thế nào, rồi sau đó mình sẽ pha chế cái dung dịch này rồi mình sẽ rửa xe ha, rồi sau đó xem cho các bạn xem là cái thành quả sau khi mà sử dụng cái chai rửa xe không chạm đó nha các bạn. Đây. Đây cũng khá là dơ các bạn ha, thì đó, dơ như thế này nè các bạn. Nếu như mà cái mức độ dơ như thế này á thì chúng ta không cần phải xịt nước trước ha. Chừng nào mà khi nào mà các bạn đi mà gặp bụi, gặp trời mưa mà bùn đất được nhiều thì các bạn nên dùng bồi xịt, các bạn xịt cho nó bắn ra và cái đất bùn đất ra trước ha, rồi sau đó các bạn sẽ pha dung dịch đó các bạn xịt sau ha. Còn nếu như mà chỉ đơn thuần là dơ như thế này thôi thì không cần ha, chúng ta sẽ pha cái dung dịch rồi chúng ta xịt luôn. Rồi
Rồi, như ở đầu video mình đã nói các bạn, thì đối với xe Win X á, thì chúng ta chỉ cần pha khoảng nửa cái bình này thôi ha. Bình này thì nó 1 lít, thì mình pha nửa cái bình này thôi, là 500ml nước và 65ml cái dung dịch này ha. Rồi chúng ta pha vô đây, rồi chúng ta gắn vào cái dầu xịt máy áp lực cao rồi mình xịt thôi các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ pha 65ml dung dịch rửa xe không chạm Bio35 vào cái bình rửa xe bọc tuyết nha. Rồi, chúng ta sẽ lắp đều ha. Lắp đều các bạn. Rồi, chúng ta sẽ ghim vào cái bịch cái đây cần sạch thôi. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xịt cái dung dịch nước rửa xe không chạm mà mình đã pha chế cho xe nha các bạn ha. Thì như hồi nãy hướng dẫn của nhãn xuất là chúng ta sẽ xịt từ dưới lên trên nha các bạn nha. Rồi thì các bạn thấy đó, còn dư miếng nha các bạn ha. Đó, cho nên là mình nói là các bạn rồi, là Win X này là chỉ cần sạch là khoảng pha là 500ml là được nha các bạn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chờ 30 giây ha, cho cái dung dịch rửa xe không chạm này nó làm việc đi, rồi sau đó chúng ta sẽ dùng máy áp lực rồi chúng ta sạch lại lần nữa là nó sạch nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ ghim cái dồi sạch vào ha, chuẩn bị sẵn ha. Một chút mình sạch lại cho nó sạch luôn nha các bạn. Chờ 30 giây nha. Cái này các bạn xịt lại bằng nước là nó sạch luôn ha. Rồi sau đó các bạn chỉ cần các bạn dùng khăn các bạn lau cho nó khô, xong các bạn ra đem ra ngoài nắng các bạn phơi chút xíu nữa là xe bóng lưỡng luôn nha các bạn. Không cần phải sử dụng cái dầu bóng nha. Thì nếu như mà xe mà ít dơ như xe mình như vậy thì các bạn không cần phải xịt nước trước ha, các bạn pha xong các bạn sạch luôn à. Đó, vậy là đỡ tốn hai lần nước, đỡ tốn lần nước nha các bạn ha. Còn nếu như mà
bùn đất nhiều quá thì bắt buộc chúng ta phải xịt nước trước cho nó dăng cái bùn đất đó đi, rồi chúng ta mới sử dụng cái dung dịch vệ sinh không chạm nữa, chúng ta xịt vào thì nó mới hoạt động tốt nha các bạn ha. Rồi bây giờ đó, 30 giây nè các bạn, bây giờ mình sẽ xả lại bằng nước ha. Trên hả bạn ha. Ok, xong rồi các bạn đó, các bạn thấy xe mình bóng không, chứ mình thấy là bóng rồi đó. Rồi để mình tắt nước. Rồi đó, đây là các bạn thấy nè, đây là xe mình sau khi mà dùng cái dung dịch rửa xe không chạm Bio 35 nè, mình vừa xịt ha, mình vừa vệ sinh xong rồi mình xịt lại bằng nước nữa các bạn. Không có kỳ cọi hết nha các bạn, không dùng vải khăn kỳ cọi hết nha, mình chỉ pha cái dung dịch rửa xe không chạm Bio 35 á, là mình xịt lên xong mình chờ 30 giây ha. Nếu như mùa hè thì các bạn chờ 30 giây cho dung dịch nó tẩy ha, tẩy chất bẩn, còn nếu như mùa đông thì 1 phút 30 giây nha các bạn. Rồi xong rồi cái chúng ta sử dụng cái máy rửa xe áp lực cao, rồi chúng ta phun nước lại ha cho nó văng hết các cái vết bẩn đi ha. Các bạn thấy nè, xịt bon luôn nha các bạn, nó bóng nữa ha, xịt bon luôn đó, xịt bon bóng nữa. Rồi bây giờ mình chỉ cần mình lấy khăn ha, mình lau cho nó khô, cái dàn áo đi, rồi cái mình dắt xe ra ngoài, nắng các bạn, mình phơi cho nó khô nữa, cái là xe của mình nó bóng lưỡng luôn nha các bạn. Đó, nó bóng lưỡng luôn, nó giống như là xe mà các bạn rửa xe ở các tiệm mà sau khi mà người ta rửa xong á, rồi người ta xịt một cái lớp dầu bóng nữa cho bạn, cho xe mình nó bóng á, nó giống giống vậy các bạn. Bon ha. Đó, các bạn nhớ là theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất nha, là xịt hướng từ dưới lên trên nha các bạn. Cái lúc mình xịt dung dịch cũng từ dưới lên trên, mà cái lúc mình sử dụng vòi rửa xe mình xả nước lại mình cũng phải xịt từ dưới lên trên nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sử dụng khăn mình lau khô, cái mình dắt ra ngoài nắng mình phơi nữa là xong. Rồi đây là xe của mình nè các bạn, sau khi mà rửa xe với dung dịch rửa xe không chạm Bio 35 nè, rồi sau đó là mình phơi nắng rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, bóng loáng luôn nha các bạn. Bóng loáng luôn. Sạch tinh tươm. Mình thấy là nó còn sạch và bóng hơn là mình rửa tiệm luôn nha các bạn. Đó là lý do tại sao mà mình không thích đi rửa tiệm, mà mình mua về mình tự rửa tại nhà các bạn. Rất là nhanh, rất là hiệu quả ha. Bạn thấy không? Quá ok luôn ha.
Rồi, mình vừa chia sẻ đến các bạn cái dung dịch rửa xe không chạm BO35 nữa các bạn ha. Đó. Coi như là mình giới thiệu về nó và cũng như là mình làm cái video clip là mình rửa nha, pha chế mình rửa như thế nào ha. Đó, cho các bạn tham khảo. Thì cái dung dịch rửa xe không chạm này nữa các bạn. Thì giá của nó là 170.000 một lít ha. Đó, thì đối với xe Winx này nè thì các bạn có thể rửa được một lần rửa là khoảng 65ml các bạn ha, từ 50 đến 65ml. Thì chia ra thì các bạn có thể rửa được 15 lần. Giá 170.000 mà các bạn chia cho 15 lần thì nó khoảng một lần rửa xe là tốn khoảng 11.000 ha, tiền cái dung dịch này ha các bạn. Thì cộng với tiền nước với tiền điện đó, thì mình nghĩ là dữ lắm là khoảng 12-13 ngàn thôi các bạn. Chỉ nửa giá so với các bạn rửa xe thực tế ở ngoài tiệm ha. Nhưng mà các bạn thấy không, rất là hiệu quả nha các bạn. Rất là tiện luôn, không phải chờ đợi ra tiệm ngồi chờ người ta rửa rồi này kia lâu lắc ha. Ở nhà các bạn có máy rửa xe áp lực đó, rồi các bạn mua cái dung dịch này về các bạn tự rửa tại nhà luôn, rất là nhanh nha các bạn, không đụng tới cái không cần phải chạm tới chiếc xe luôn, mà hiệu quả rất cực kỳ ha. Rồi thì cái link sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả video các bạn. Các bạn có thể click vào tham khảo nha các bạn ha. Rồi có thể mua nha các bạn. Rồi thì mình thì mình thấy là nó rất là hiệu quả các bạn ha, nên là mình làm video chia sẻ đến các bạn. Rồi cái video chia sẻ đến các bạn cái dung dịch rửa xe không chạm BO35 này các bạn của mình đến đây kết thúc bạn. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì nhớ cho like, share, đăng ký kênh và xem cái ủng hộ mình. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.